Nhi Nhi, em là bạn anh Sơn hả? Dạ, em là bạn ảnh. Ủa, mà anh Sơn đâu rồi chị? Anh Sơn đang nói chuyện với cô trong kia, nên chị ra đây. Chị Thủy này, cho em hỏi cái này, có phải chị là Thủy Tinh không? Cái gì vậy? Chị cũng có chuyện này muốn hỏi em, vì chị nghe anh Sơn nói, em không phải là người thuộc thời đại này. Thật ra, em đã chuyển kiếp, du hành qua rất nhiều thời đại, em cũng không biết làm sao để quay về thời kỳ của em. Có chuyện này em đừng nói cho anh Sơn biết, chị chính là Thủy Tinh, nhưng không biết sao, mỗi lần uống nước có cồn chị là trở thành con gái, như thế này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Có phải vì vậy mà chị đã chạy trốn khỏi anh Sơn lúc chuẩn bị đến đấu trường ở tập 3, phải không? Ôi trời ơi! Lúc chị biết mình bị biến thành con gái, chị vô cùng hoảng loạn, sau đó chị tìm đến quán có cồn ven đường. Nhưng không hiểu sao, chị rất thèm nước có cồn, rồi chị lại uống tiếp. Đồ ngu! Giờ chị định uống nữa sao? Chị và anh Sơn đã yêu nhau rồi, chị và anh ấy đã hôn nhau ở tập 13, nhưng vì một số lý do nên cảnh đó phải che lại. Chị phải uống, nếu lỡ như trong người chị hết cồn, trở thành đàn ông lại, thì sao mà gặp anh Sơn được, anh Sơn không thấy chị, anh ấy sẽ buồn lắm. Để sáng mai, mình vào làng, xem có cách nào giúp chị không? Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Thôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại, thôi. Thôi, thôi, khỏi giúp chị đã sống một mình hơn 30 năm rồi, giờ chị mới gặp được người mình thương và thương mình. Mong là các bạn LGBT sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và bé Nhi vào trong đi, ở ngoài này sương nhiều lắm. Em và Nhi nói chuyện gì vậy? Dạ, đâu có gì, em chỉ hỏi thăm bé Nhi vài chuyện. Bộ em uống nước có cồn nữa hả? Chị em lâu ngày gặp lại, em có uống chút xíu à? Có nữa chứ. Nhi Nhi, em có dự định gì không? Em thì muốn cùng cô đi đến Kinh Đô, nhưng cô thì không muốn về Hoàng Cung, mà chỉ muốn tìm một nơi nào đó để sinh sống. Còn anh tính sao? Anh và chị định đi xuống phía Nam, nghe nói nơi đó yên bình, không có bọn cướp. Nhi Nhi, hay là cô và con đi theo xuống phía Nam đi? Đúng này! Dạ, cũng được, tùy cô à, nhưng cháu và cô phải đi sau, vì anh Sơn và chị Thủy đi ngựa mà. Vậy là cô cháu ta không có ngựa, còn Sơn và Thủy thì ngựa. Bé Nhi và Sơn đi ngủ chút đi, rồi mai mình lên đường. Mời các bạn đón xem tập 15 của loạt phim Nhi Nhi bịa chuyện anh Hi Hi.